Chấp 25, biết sai chưa? Nhi thần không biết. Bởi vì sự ngu xuẩn của con, ở trên đường chém giết sứ giả của Đông Đường còn ngang nhiên như vậy. Nếu Lăng Tiêu đó thật sự chết ở địa giới của nước Thiên Yêu ta, nhất định sẽ xảy ra đại chiến giữa Đông Đường và nước ta. Con có biết từ khi nữ hoàng Đông Đường đó thượng vị, quốc lực của Đông Đường ngày càng thịnh vượng, động binh đao sẽ chỉ hại chúng ta. Khụ khụ, nhi thần, biết sai. Bệ hạ. Sứ giả của Đông Đường đã đợi ở phiên điện một canh giờ rồi, đó. Để bọn họ tiếp tục đợi, diệt nhuệ khí của bọn họ, vâng. Khụ khụ, thiếu gia, mẹ kiếp nước Thiên Yêu này bỏ mặc chúng ta lâu như vậy cũng không có ai tới. Đây là muốn đánh đòn phủ đầu với chúng ta à? Chớ nóng vội. Loại trò vặt này căn bản không cần phải lo, ngươi nói đúng không, Linh Lung? Đồ khốn kiếp, dám phớt lờ thiếu gia nhà ta. Nước Thiên Yêu đáng chết, ta nhất định sẽ cho các ngươi biết mùi. Ha 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 ha, trì hoãn Lăng Tiêu tiểu hữu rồi. Nghe danh của lệnh tôn, Lăng Phàm quốc sư, không ngờ tiểu hữu cũng là thiếu niên anh dũng, khí vũ bất phàm như vậy. Lá đác mấy không mà dám tới nước Thiên Yêu gặp bản hoàng, lá gan cũng hơn không. Quốc vương của nước Thiên Yêu yêu trấn thiên tụ hải cảnh. Lăng Tiêu, các ngươi muốn làm cái gì? Cả gan dám tập kích phụ vương của ta trước mặt mọi người. Lăng Tiêu tiểu hữu là có ý gì? Hôm nay ta đại diện cho Đông Đường, tiện cho quốc vương biết thể diện của Đông Đường không thể coi khinh. Ngươi không sợ chọc giận ta, các ngươi có thể đều chết ở đây ư? Đương nhiên sợ, nhưng nếu ngay cả răng nanh cũng không dám lộ, há chẳng phải sẽ bị người khác coi thường hay sao? Ở hoàng cung của nước Thiên Yêu ta còn dám hống hách như vậy. Mẹ kiếp ngươi muốn chết, ta cho ngươi tọa nguyện. Ha 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 ha, thú vị, thật sự quá thú vị. Phụ hoàng, tiểu tử, nói nghe xem, ngươi rốt cuộc có chỗ dựa gì? Nếu không nói rõ ra, các ngươi mãi mãi ở lại nơi này. Địa vực của Đông Đường rộng lớn, sản vật phong phú, thương nghiệp phát triển. Mà đất đai của nước Thiên Yêu các không cằn cỗi, sản vật không đủ. Nếu hai nước chúng ta nhờ thương hội Linh Lung xây dựng kênh thương nghiệp chung, có thể bổ sung cho nhau, Đông Đường, Thiên Yêu. Còn có thể từ thương hội Linh Lung chúng ta có được rất nhiều vật tư tu luyện hiếm có, quốc chủ cho rằng như nào. Chỉ có nhiêu đó, thương nghiệp qua lại giữa hai nước đều luôn có. Tiểu tử, ngươi ăn no rừng mỡ chạy tới trêu đùa chúng ta à? Hèm, ta biết các ngươi muốn cái gì. Chẳng phải là cái đỉnh ta có được từ mộ dược vương sao? Lăng Tiêu, nếu ngươi đã biết chúng ta muốn cái đỉnh đó, không bằng hiến ra thì như thế nào, nước Thiên Yêu ta có thể trả bất cứ cái giá nào. Cái đỉnh này thật ra không có chỗ thần kỳ gì cả. Nước Thiên Yêu các không lại không giỏi luyện đan, cái đỉnh này để trong tay ta mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Mà xây dựng kênh buôn bán ta vừa nói cũng có liên quan tới thứ này. Tiểu tử, ta muốn cái đỉnh này. Nói thử điều kiện của ngươi. Luyện đan sư tứ tinh Vu Trình. Đại sư. Lăng Tiêu, vị này là Vu Trình đại sư, là luyện đan sư tứ tinh mạnh nhất của nước Thiên Yêu ta. Ngươi muốn băng phượng hoàng quan, chỉ cần ngươi nguyện ý nhường thần đỉnh này, ta có thể dùng băng phượng hoàng quan giao dịch với ngươi, thậm chí còn có thể vì nó mà bỏ ra cái giá lớn hơn. Xem ra bọn họ sớm đã có chuẩn bị, vậy mà mời một vị luyện đan sư tứ tinh. Cái đỉnh này tuyệt đối không thể bị bọn họ đoạt mất. Băng phượng hoàng quan quả thật là một trong những mục đích của chuyến đi này của ta, nhưng, Thu, điều kiện ta nói vừa rồi, thương hội Linh Lung không chỉ có thể cung cấp đan dược tứ tinh trở xuống, còn có đan dược ngũ tinh. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Đan dược ngũ tinh. Đông Đường từ khi nào xuất hiện luyện đan sư ngũ tinh? Chính là ta. Ha 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 ha, cười chết ta, hắn nói hắn là luyện đan sư ngũ phẩm. Ha 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 ha, nếu hắn là luyện đan sư ngũ phẩm, ta dám trồng cây chuối ăn cướp. Ở trước mặt Vu Trình đại sư, nói chém gió như này, cũng không sợ lẹo lưỡi. Ha ha ha, tí tuổi đầu vậy mà nói năng vớ vẩn, nhìn khắp cả địa giới các nước của Quế Châu, luyện đan sư ngũ phẩm đều là tồn tại long phượng sừng lân. Nếu các vị không tin, vậy vị Vu Trình đại sư này, chúng ta tỉ thí một phen được không? Nếu ta luyện ra đan dược ngũ phẩm, điều kiện thông thương hứa với quốc chủ và vừa rồi vẫn có hiệu quả, nhưng băng phượng hoàng quan thì mong quốc chủ cho ta vô điều kiện.
Nhiều năm nay chưa từng có ai dám ở trước mặt ta nói phét như vậy. Quốc chủ, nếu tên nhóc này thua, ta mặc kệ hắn là sứ giả của Đông Đường hay là sứ giả Tây Đường gì cả, nhất định phải lọc ra rút gân của hắn, luyện làm thuốc dẫn. Chấp 26, tùng, 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 tùng. Tỷ thí bắt đầu. Hừ. Đó là dị hỏa. Hừ, Vu Trình đại sư không phải là luyện đan sư bình thường, dị hỏa còn là thứ mà mỗi một luyện đan sư mơ ước, chủ tử đó của các ngươi không có phần thắng. Tiểu tử, đan phương ngủ tinh còn con, ở trong bảo khố của tạo hóa thần đỉnh ta chỉ có thể là tồn tại lót chân bàn. Chỉ là với thực lực hiện nay của ngươi, cưỡng chế luyện chế e là sẽ bị dược lực phản phệ. Bồ đồ đại hoàn đan. Lục vị địa hoàng hoàn, tam văn thanh linh đan, tống phàm đan, chân tử đan. Cửu u hoàng tuyền đan, không bằng nhân lúc còn sớm nhận thua đi, có lẽ cầu xin đối thủ còn có thể giữ được tính mạng. Ồn ào, nếu ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có, ta làm sao làm chủ nhân của ngươi được. Lục vị địa hoàng hoàn, cái tên này không tệ, ấy nó đi. Đan phương ngũ tinh, lục vị địa hoàng hoàn, lĩnh ngộ hoàn mỹ. Dị hỏa còn con mà thôi, so được với chu yếm chi hỏa một trong bát hoang của ta sao? Ra cho ta. Ha, đây là lửa gì? Vậy mà không yếu hơn U Minh lãnh hỏa của mình, hình như còn mạnh hơn. Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Chưa từng nghe nói Đông Đường có một thiên tài luyện đan. Hắn lẽ nào thật sự là luyện đan sư ngũ tinh? Nửa canh giờ sau. Sắp thành đan rồi, dị tượng của đan lô của Lăng Tiêu vậy mà mạnh hơn của Vu Trình đại sư vài lần. Xem ra phải dùng bí pháp rồi, với máu của mình làm chất dẫn, có thể cưỡng chế gia tăng phẩm chất của đan dược. Mình đường đường là luyện đan sư tứ tinh sao có thể thua một kẻ vắt mũi chưa sạch này được. Thành đan cho ta. Vu Trình đại sư, đan dược này hình như đã đạt tới phẩm chất ngũ tinh. Ha ha ha. Chúc mừng Vu Trình đại sư, tấn cấp luyện đan sư ngũ tinh, chúc mừng cho nước thiên yêu ta. Chúc mừng Vu Trình đại sư, chúc mừng nước thiên yêu ta. Một viên đan dược ngũ tinh mà thôi, có cần phải khoa trương như vậy không? Ồ, của ta cũng sắp được rồi. Đen xì, ha 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 ha, đan dược ngũ tinh, ha 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 ha, ngũ tinh cái đầu nhà ngươi. Đã từ sớm ngươi đừng ra vẻ rồi, ở trước mặt Vu Trình đại sư còn dám múa rìu qua mắt thợ, thật là nực cười. Thiếu gia, Vưu Điền, thấy tình hình không đúng thì ngươi đưa thiếu gia mau chóng rời đi, ta đoạn hậu, được. Tiểu tử, ta từng nói, muốn lột da rút xương của ngươi. Giao thần đỉnh ra, ta có thể cho ngươi chết dứt khoát. Ai ia ia, gấp gáp gì chứ, ai nói ta thua. Đan hương thẩm thấu tâm can này, chỉ ngửi mùi đã khiến toàn thân thoải mái, giống mùi hương trên cơ thể thiếu nữ khiến người ta say đắm không thể tự rút ra. Mùi hương này, cơ thể của mình như được mở ra cơ quan thần bí, thật thoải mái. Thật ấm áp, cỗ khí tức này giống như quay về trong bụng mẹ, cảm giác thật an toàn. Lộc cộc, một lô, 10 viên, một viên hỏng. 9 viên thành, còn là cấp ngũ tinh, chuyện này không thể nào. Đợi đã, để ta xem kỹ. 9 viên này vẫn không được, phẩm chất rác rưởi. Ặc. Ai nói viên này là viên hỏng, nhặt lên, ngũ tinh cực phẩm. Nứt ra, lục vị địa hoàng hoàn. Thật chói mắt, lão đệ, vậy mà là đan dược ngũ tinh cực phẩm, ngươi vậy mà có thực lực thâm tàng bất lộ như vậy. Trước đó là ca ca xem thường ngươi, ta bây giờ xin lỗi ngươi. Bịch bịch bịch, gả cho hắn. Hả? Vu Trình đại sư, nàng ta dùng bí pháp cưỡng chế gia tăng phẩm chất của đan dược, tổn thương phổi, về sau Vu Trình đại sư e là không luyện được đan dược nữa, vẫn là cố gắng nghỉ dưỡng đi. Ngươi nói cái gì? Vu Trình đại sư sau này không thể luyện đan nữa sao? Khụ khụ, quốc chủ không cần lo lắng, điều kiện trước đó của ta vẫn có hiệu lực. Còn nữa, sau này Thương hội Linh Lung sẽ cung cấp đan dược từ ngũ tinh trở xuống kèm giảm giá 10% cho tất cả các loại cho quý quốc.
Ý của ngài thế nào? Lăng Tiêu: lão đệ quả nhiên đủ tốt, điều kiện của ngươi bản hoàng đồng ý hết. Sau này nước Thiên Yêu là nửa ngôi nhà của ngươi, ngươi muốn cái gì chỉ cần nước Thiên Yêu ta có, ca ca ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Hả, ngài buông tay ra cho ta. Vậy lô đan dược ngũ tinh vừa rồi của ngươi tên là gì nhỉ? Lục vị địa hoàng hoàn có thể tặng cho ta không? Cho ngài, cho ngài, cho ngài hết. Tam hoàng tử điện hạ, Vu Trình đại sư phải xử lý như nào? Phế vật không thể luyện đan giữ lại thì có tác dụng gì? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.